Thủ vang của mẹ đâu? Con hiêu nó có sừng thế nào nhỉ? Đâu rồi? Mua đây. Thế ông gà tiện con bạn mèo thì có cái gì nhỉ? Bạn mèo bảo người tiết xinh đẹp thì phải có dâu ở đâu nhỉ? Đâu quay cho mẹ đây này. Đâu? Dâu ở đâu nhỉ? Đâu? Dâu đâu nhỉ? Nào. Dâu đâu con? Thế... Dâu đâu? À, bên dìa mép đi này, dâu là... À, dâu đây này. À, ông già có dâu, phải chết rồi, chắc rồi. À, thế à? À thế con chó nó cung quê ở đâu? Đúng rồi. Dạ. Thế con chó thì cung quê ở đâu nhỉ? Dạ. Mì, Mùn. Ăn trước, cho con ăn trước. Mùn. À, con chó cung quê ở đâu? Đúng rồi. Nào. Nhai, nhai nuốt đi con, nhai nuốt đi. Nhai nuốt đi. Há mồm ra bố đứng xem nào, há mồm à. Sao vậy? Ăn thôi, ăn đi thôi. Ăn sao vậy? Con chó con quê ở đâu? À mẹ hỏi này. Ăn chân đi. Đâu? Đúng rồi. Thế con đồ bạn yêu thì có sừng ở đâu? Sừng ở đâu cơ? Hai tay sừng nhiều đâu nhỉ? Sừng nhưng mà cái sừng nó mỏng thế này. Là bố này đấy. À đúng rồi, cái sừng yêu đấy. Con ơi. À là bố cục vàng thế á. Thế bộ trưởng đâu? Bộ trưởng đâu con? Bộ trưởng đâu? Bộ trưởng đây ạ. Thế cái rốn nào mày rốn nhau mà xem này. Mất rồi. À đúng rồi. Cái rốn đâu? Đúng rồi. Cái ti đâu? Cái ti đâu? Ti đâu? Ti đâu nhỉ? Ti của Moon đâu? Con đây là bộ khó. Đi đâu?